Alentador, tính từ là đáng khích lệ. Alentador. Ví dụ như mình có câu là Futuro alentador para la educación, là cái tương lai đáng khích lệ. En futuro là tương lai đáng khích lệ đối với cái ngành giáo dục. Có phải không? Có phải là tương lai đáng khích lệ đối với ngành giáo dục không? Futuro alentador para la educación. Pendiente, tính từ là chưa giải quyết. Pendiente, tính từ là chưa được giải quyết. Chẳng hạn như mình có cái cụm từ là tareas pendientes, những cái nhiệm vụ, những cái công việc, là tarea là nhiệm vụ, công việc. Ở đây cái tính từ nó bổ nghĩa cho giống cái số nhiều cho nên đuôi nó es nè. Những cái công việc, những cái nhiệm vụ đang chờ giải quyết, chưa được giải quyết. Tareas pendientes. Divino, divina, tức là thần thánh, thuộc về thần thánh. Divino, divina. Ví dụ như mình có cái cụm là một cái câu là Guerra Russia-Ucrania, la caída del dólar obligará a la Fed a imprimir más dinero pese a la inflación. Có nghĩa là cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine, la guerra là chiến tranh ha. La caída del dólar có nghĩa là cái sự đi xuống, cái sự sụt giảm, sụt giá của cái đồng đô la. Cô ấy nè, la caída là cô ấy ha. Nó giống cái số ít. Nó sẽ bắt buộc, nó sẽ làm cho cái gì đó bắt buộc. Obligar là bắt buộc, ép buộc cái gì đó. Obligara là chia cho thầy ngôi thứ ba, cô ấy, anh ấy, quý bạn, mà sẽ làm cái gì đó trong tương lai đơn. Sẽ bắt Fed, có nghĩa là cái cục dự trữ liên bang của Mỹ. A imprimir, động từ nguyên mẫu imprimir là in ấn. Más dinero, nhiều tiền hơn. Cái cụm từ BCA có nghĩa là mặc dù cho, mặc kệ cái gì đó. Ở đây là la inflation, có nghĩa là sự lạm phát. Chiến tranh Nga và Ukraine, cái sự đi xuống của cái đồng đô la, nó sẽ bắt buộc Fed phải in thêm tiền, dù cho có lạm phát cũng phải in thêm tiền.